Xin chào các bạn, hôm nay Tiên Dục sẽ gửi đến một thông tin khá là hữu ích đến với các bạn thí sinh có đăng ký xét tuyển vào các khoa trường đại học thành viên của Đại học Huế trong kỳ tuyển sinh năm 2021 nhé. Vào ngày 16 tháng 9 năm 2021, Đại học Huế cho biết các đơn vị thành viên gồm các khoa và trường đại học thành viên vừa công bố điểm trúng tuyển đợt 1 tuyển sinh vào hệ đại học chính quy năm 2021 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Các bạn thí sinh lưu ý một số thông tin như sau. Thời gian nhập học, thí sinh bắt đầu hoàn tất các thủ tục nhập học từ ngày 16 tháng 9 năm 2021 đến 17 giờ ngày 26 tháng 9 năm 2021. Có hai hình thức nhập học cho các bạn thí sinh như sau. Cách 1, thí sinh xác nhận nhập học vào Đại học Huế bằng cách gửi bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 theo hình thức chuyển phát nhanh về Ban đào tạo và công tác sinh viên Đại học Huế, số 1, đường Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế. Cách 2, thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến, các bạn truy cập vào trang thông tin điện tử tuyển sinh của trường theo đường link mình để ở bên dưới nhé. Lưu ý, trong trường hợp xác nhận nhập học trực tuyến, thí sinh phải nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại trường khi làm thủ tục nhập học. Các bạn có thể liên hệ theo địa chỉ như sau để được hỗ trợ: Ban đào tạo và công tác sinh viên Đại học Huế, địa chỉ số 1 Điện Phủ, Vĩnh Ninh, thành phố Huế. Năm nay Đại học Huế dự kiến tuyển 10.210 chỉ tiêu đào tạo hệ chính quy. Mức điểm trúng tuyển cao nhất vào Đại học Huế là 27,25 điểm thuộc ngành y khoa của trường Đại học Y Dược Đại học Huế. Sau đây là thông tin điểm chuẩn chi tiết của các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Huế trong năm 2021. Trường Đại học Luật Đại học Huế có hai ngành luật và ngành luật kinh tế cùng mức điểm là 18,5 điểm. Còn đối với trường Đại học Ngoại ngữ, điểm cao nhất là ngành sư phạm tiếng Anh với 25,75 điểm, ngành ngôn ngữ Trung Quốc là 23,75 điểm, ngành ngôn ngữ Hàn Quốc là 23,5, ngành sư phạm tiếng Trung Quốc là 23 điểm, ngôn ngữ Anh là 22,25 điểm. Còn đối với trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế có mức điểm trúng tuyển cao thứ hai Đại học Huế. Đáng chú ý như ngành Marketing là 23 điểm, ngành quản trị kinh doanh là 22 điểm, ngành kế toán, ngành Logistics và chuỗi cung ứng và ngành thương mại điện tử cùng 20 điểm. Còn điểm chuẩn ở trường Đại học Nông Lâm Huế cũng có mức điểm khá cao ở một số ngành như thú y là 20,5 điểm, ngành công nghệ thực phẩm là 19,5 điểm, ngành chăn nuôi là 18,5 điểm. Còn ở trường Đại học Nghệ thuật có 3 ngành, gồm ngành sư phạm mỹ thuật, ngành hội họa, ngành điêu khắc cùng với 18 điểm. Còn ở trường Đại học Sư phạm Huế có các ngành như sư phạm âm nhạc, lấy điểm trúng tuyển cao nhất là 21 điểm, tiếp đến là ngành giáo dục tiểu học là 21 điểm, các ngành sư phạm toán, sư phạm ngữ văn, sư phạm địa lý lại cùng 20 điểm. Còn mức điểm trúng tuyển cao nhất của trường Đại học Khoa học Huế thuộc về ngành công nghệ thông tin là 17 điểm, ngành báo chí, ngành kỹ thuật phần mềm, ngành kiến trúc cùng 16,5 điểm. Còn trường Đại học Y Dược Huế cũng có mức điểm trúng tuyển cao trong top đầu trong khối các trường Đại học Huế gồm ngành răng hàm mặt tới 26,85 điểm, ngành dược học, ngành y học cổ truyền cùng 24,9 điểm, ngành kỹ thuật xét nghiệm, y học là 24,5 điểm. Đối với các khoa như khoa giáo dục thể chất có một ngành duy nhất là ngành giáo dục thể chất lấy 25,88 điểm.
Còn tại trường Đại học Du lịch Huế, mức điểm trúng tuyển cao nhất thuộc về ngành quản trị dịch vụ và du lịch khách sạn là 20 điểm. Các ngành quản trị kinh doanh, du lịch, quản trị dịch vụ và du lịch lữ hành, quản trị du lịch và khách sạn, quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống cùng lấy ở mức 17 điểm. Ở khoa kỹ thuật và công nghệ lấy cùng một mức điểm là 18 điểm. Đối với ba ngành, ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo hệ kỹ sư, ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo hệ cử nhân, ngành kỹ thuật và điều khiển tự động hóa. Đối với khoa quốc tế cũng lấy cùng một mức điểm là 19,5 điểm cho hai ngành đào tạo của khoa là ngành quan hệ quốc tế và truyền thông đa phương tiện. Còn ở phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị có mức điểm các ngành cao như marketing là 22 điểm, ngành quản trị kinh doanh là 21 điểm. Vừa rồi là thông tin điểm chuẩn của các khoa trường đại học thành viên của Đại học Huế trong kỳ tuyển sinh năm 2021. Nếu các bạn còn thắc mắc về thông tin hoặc góp ý thì đừng ngại comment dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Các bạn nhớ nhấn like và share cũng như đăng ký kênh nếu thấy kênh hữu ích nhé.